làm sao để có nụ cười giống như của anh. Để có một cái nụ cười trắng sáng và tự tin thì ngoài việc các bạn chải răng hàng ngày thì ở những cái kẽ răng của các bạn nó vẫn có những cái mảng bám, những thức ăn dư thừa nằm lọt trong kẽ răng và dần dần nó gây sâu răng và gây hôi miệng, viêm nhức răng, nha chu các kiểu, chân răng sẽ rất là yếu. Và đây là phát minh đỉnh cao của con người, tăm nước. Thông thường thì người ta sẽ sử dụng tăm tre và chỉ nha khoa, nhưng có một cái bất cập ở chỗ ví dụ một thời gian dài thì răng các bạn sẽ bị thưa và vì thức ăn nó vào trong nó sẽ dễ hơn. Đây là tăm nước Flossy và nó đặc biệt ở chỗ này nè, đây là một cái đầu tăm nước chuẩn thông thường và Flossy đã tạo nên cái đầu full đầu tiên trên thế giới, đầu full hai chiều. Nhìn ở đây sẽ thấy một cái đầu dài và một cái đầu ngắn. Đầu ngắn này chúng ta sẽ đưa vào phía bên trong và cái đầu dài chúng ta sẽ đưa ra ngoài. Hai đầu 360 độ này sẽ đưa vào răng trong cùng của các bạn được luôn. Tới đây chúng ta đưa tay các bạn thấy chưa, có vẻ nó hơi cứng nhưng mà tầm 2-3 ngày thôi là các bạn sẽ quen. Vòi xịt 360 độ và hai tia đối xứng nhau, nó sẽ giảm cái thời gian để các bạn vệ sinh răng hơn. Máy có 5 chế độ xịt phù hợp với cả răng nhạy cảm nhất. Chuẩn sạc Tai-Chi ở đây, khoang của nó rất là dễ vệ sinh cả sạch sẽ nếu mà các bạn muốn vệ sinh nó ha. Chúng ta chà răng, chúng ta làm sạch kẽ răng bằng tăm nước và cuối cùng chúng ta chỉ có việc súc miệng và thoải mái. Và mình thấy có nhiều bạn hỏi mình rằng